Mạng xã hội những ngày qua xôn xao thông tin về vụ việc bà cụ ở xã Đỗ Xuyên, Phú Thọ bị con cháu đuổi ra đường. Theo thông tin được chia sẻ, cụ bà có mảnh đất 700m² vì tin tưởng con trai và cháu nội sau này phụng dưỡng nên sang tên. Đến khi có người chở vật liệu xây dựng đến xây nhà thì cụ bà mới biết là mảnh đất đã bị con dâu bán cho người khác với số tiền 3 tỷ đồng. Mất đất, cụ bà còn bị con cháu đuổi ra ngoài cùng di ảnh của chồng. Ngôi nhà từng ở cùng con cháu hiện tại bị khóa cửa, con dâu và cháu trai không có mặt ở địa phương. Người dân xung quanh thương tình cùng chung tay hỗ trợ bà cụ dựng tạm chỗ che mưa che nắng, gom góp đồ ăn và quyên góp tiền bạc. Ngay sau biết được câu chuyện, ca sĩ Du Thiên đã đến thăm hỏi cụ bà. Nam ca sĩ cho biết vô tình nghe được câu chuyện về hoàn cảnh của cụ bà bị người thân hắt hủi nên rất thương cảm và phẫn nộ. Du Thiên đã hỗ trợ 10 triệu đồng từ tiền của bản thân đến cụ bà, hy vọng giảm bớt những khó khăn ban đầu. Giọng ca sinh năm 1985 cho biết thêm hiện tại bà cụ đang không có nhà cửa, giữa trời đông giá rét nằm tạm trong chiếc lều được bà con chòm xóm dựng lên từ mái tôn, bạt mỏng. Nhìn hoàn cảnh này khiến anh đau lòng, ngoài ra cụ còn mắc bệnh tim và chịu cú sốc khi bị con cháu đối xử tệ. Du Thiên chia sẻ anh cảm thấy phẫn nộ, lên án hành động của con cháu khi đuổi bà ra khỏi nhà. Với ai tôi không biết, nhưng với tôi có thể yêu 1.000 cô gái, lấy 100 cô vợ. Nhưng chỉ có tôn thờ một người mẹ duy nhất là người sinh ra tôi. Có những người muốn còn cha mẹ để báo hiếu mà không còn cơ hội kia kìa. Vậy mà tại sao có những kẻ bất hiếu như thế này lại có thể nhờn nhơ ngoài kia? Lại còn dọa dẫm cả bà cụ nữa, Du Thiên chia sẻ trên trang cá nhân. Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo Sức Khỏe và Đời Sống, ông Ngô Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xác nhận sự việc nêu trên xảy ra trên địa bàn xã cách đây vài hôm. Theo ông Quân, cụ bà trong video được chia sẻ trên mạng xã hội là bà Nguyễn Thị Loan, còn người con dâu và con trai được nhắc tới trong sự việc là Nguyễn Thị Thanh Lịch và Vũ Văn Quyết. Bà Loan cùng các con đã có mâu thuẫn từ lâu liên quan đến tài sản, đất đai. Tuy nhiên nội tình như thế nào thì ông Quân cho rằng còn phải tìm hiểu nhiều yếu tố. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đỗ Xuyên, ngày 10 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Đỗ Xuyên có nhận được đơn đề nghị của vợ chồng anh chị Quyết, Lịch và cháu nội của bà Loan với nội dung mong chính quyền địa phương giúp đỡ cho gia đình. Theo nội dung đơn này, từ sau mâu thuẫn đất đai được tòa án giải quyết xong từ tháng 4 năm 2023, vợ chồng anh chị Quyết, Lịch mong muốn mẹ mình là bà Loan trở lại ổn định sống chung với con cháu để đảm bảo sức khỏe và được các thành viên trong gia đình chăm sóc lúc đau yếu, tuổi già. Nhưng vì tác động tâm lý và có sự gièm pha của một số người mà bà Loan vẫn về nhà nhưng ăn, ngủ nay đây mai đó, mặc dù không ai ngăn cản hoặc cấm bà về chung sống. Gia đình mong bà tĩnh tâm, về sống với con cháu nhưng không có kết quả nên làm đơn đề nghị chính quyền giúp đỡ, vận động, động viên bà Loan ổn định sống cùng con, cháu để được chăm sóc tuổi già. Ông Quân cũng cho biết, sau khi tiếp nhận đơn đề nghị, Ủy ban Nhân dân xã Đỗ Xuyên đã đứng ra tổ chức buổi gặp mặt để vận động bà Loan về sống cùng các con cháu. Nhưng bà Loan không đến nên buổi gặp mặt không thành công. Còn về sự việc xảy ra mới đây, ông Quân cho hay, sau khi nắm được thông tin chính quyền xã cùng công an đã có mặt ở nhà anh chị Quyết Lịch để xác minh vụ việc. Theo vợ chồng anh chị Quyết Lịch, gia đình vẫn đưa chìa khóa nhà cho bà Loan để bà có quyền tự ý ra vào nhà nhưng bà Loan lại nhất quyết ra ngoài ở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đỗ Xuyên thông tin.